Thưa quý vị và các bạn, bị teo cơ bẩm sinh, nhưng bằng nghị lực tinh thần vượt lên trước số phận, chị Nguyễn Thị Yến Ly, ngụ tại phường 7, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, đã tự học và tự tạo cho mình một nghề nghiệp vững chắc, tự nuôi sống bản thân để không lại gánh nặng cho gia đình và xã hội. Hơn thế, chị Ly còn tìm cơ hội tạo việc làm cho những người đồng cảnh ngộ. Và chuyện tử tế ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ người phụ nữ có tấm lòng nhân ái này. Căn bệnh teo cơ bẩm sinh khiến chị Yến Ly không thể đi lại bình thường như bao người. Thế nhưng không để số phận quật ngã mình, bén duyên với nghề may từ năm 15 tuổi, cô gái trẻ quyết lập nghiệp, tự kiếm tiền nuôi sống bản thân. Từ những đơn hàng nhỏ lẻ nhưng đều đặn, năm 2019, chị Ly tích góp dần và mua được đất, mở cơ sở may tại địa phương. Không chỉ dừng lại ở việc mang đến thu nhập cho mình, chị Ly còn tạo việc làm cho khoảng 15 người có hoàn cảnh khó khăn, với thu nhập từ 1 đến 7 triệu đồng một tháng. Những người có điều kiện lại tới đây, và những người không có điều kiện lại tới đây, nếu như mà cảm muốn cần mình giúp đỡ thì mình cũng sẵn sàng giúp đỡ, là đưa hàng hóa về tới nhà để cho chị em làm, tạo thêm thu nhập, rồi tạo thêm công việc để mà có thêm thu nhập để mà lo lắng cho gia đình. Chị em có công việc làm hàng hóa có nhiều, chị em làm nhiều, chị em có được nhiều tiền. Nói chung mỗi tháng mà chị em nhận được nhiều tiền là mình rất là vui. Chị Nguyễn Thị Thanh ở xã Hòa Thành, thành phố Cà Mau, gia đình đơn chiếc, không thể đi làm xa vì phải chăm sóc cha mẹ mắc bệnh nhiều năm. Nhờ sự giúp đỡ của chị Ly mà gia công tại nhà, tạo điều kiện để chị kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Chị có hàng hóa này kia thì cũng chị lấy về cho làm. Cái nào mình không biết thì mình hỏi. Chị lấy về xong chị chỉ dẫn cho làm. Cũng cảm ơn chị có hàng hóa, kiếm hàng hóa về cho tụi này, tụi em làm. Ban đầu ít ai nghĩ rằng với đôi chân khiếm khuyết, chị Ly khó có thể làm chủ doanh nghiệp. Nhưng rồi niềm tin với khách hàng được gây dựng ở mỗi sản phẩm do chính những người thợ tại cơ sở của chị Ly làm ra. Từng đường kim, mũi chỉ đều được chăm chút tỉ mỉ bằng khối óc và cái tâm của những người có hoàn cảnh khó khăn, nhưng đầy nghị lực, ý chí vươn lên. Đứng về góc độ địa phương thì tôi đánh giá rất là cao cái nghị lực vươn lên trong cuộc sống của chị. Vì hiện nay chị Ly là người khuyết tật, nhưng mà mở được cái cơ sở này tạo công ăn việc làm cho khoảng hơn 10 nhân viên tại cái cơ sở này. Thì đây là một cái điển hình rất là tốt. Chị cũng tích cực tham gia làm những công tác từ thiện, nhân những cái dịp mà vận động để hỗ trợ cho bà con có hoàn cảnh khó khăn thì chị cũng có tham gia rất là tích cực. Chỉ cần nhỏ nhặt thôi mình cảm giúp được người ta là mình cảm thấy vui rồi đó. Cuộc sống mà giúp qua giúp lại thôi, mình cảm thấy mình giúp được thì mình giúp thôi. Suốt nhiều năm qua với chị Ly, niềm hạnh phúc chỉ đơn giản là mỗi ngày được nghe những âm thanh tất bật của tiếng kéo cắt vải, tiếng máy may từ các chị em tại đây. Bởi khi có nhiều đơn hàng, khi các chị em bận rộn, cũng là lúc họ có thêm thu nhập để cải thiện cuộc sống tốt hơn.